Đây nhá, ở đây thì cho các bác xem cái mẫu mình mới mua này. Đây là một cái máy cắt bàn để chế cái máy cắt như này, này. Nhưng mà nó hay cái là nó có cái chuột này. À, mình vừa mới lấy về mình chưa biết lắp như nào nên bây giờ mình sẽ cùng lắp cho các bác xem luôn. Đây tất cả các phụ kiện đựng trong một cái hộp như thế này. Đây, đây là cái bộ của nó này. Ra thì trong này chỉ có một quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, nhưng mà nói chung mình không biết tiếng Anh nên mình vứt quyển này đi. Nó có hướng dẫn lắp đặt này. Thì trước tiên là sẽ có một cái đế. Đó, cái đế này thì mình sẽ điều chỉnh những cái tô kẹp ở đây. Đó, cái tô kẹp này. Và khi mà bấm cái này vào thì có thể điều chỉnh kéo lên kéo xuống. Này khá là hay. Và ở đây thì có thể điều chỉnh góc cắt 90 độ hoặc là 45 độ. Có thể xê dịch lên xê dịch xuống bằng cách là vặn con ốc lục giác này. Chất liệu thì bằng nhôm. Và bên dưới là tấm sắt. Tấm sắt của nó cũng dày phết. Sắt nó phải dày tầm 2 ly. Cứng cáp. Và phần thứ hai đó là cái phần thanh trượt. Và cũng là cái phần đế giữ máy này. Sẽ được lắp đây. Ba cái lỗ. Lắp vào ba con ốc này. Và chất liệu cũng bằng nhôm. Đây nhìn đúc khá là chắc chắn này. Nhôm chứ không phải nhựa nha các bạn. Nhôm, gõ đất nó kêu tiếng nhôm ấy. Và khi mà lắp vào thì mình có thể kéo nó trượt đi trượt về. Trượt rất là trơn. Thanh trục này thì là thanh trục thép. Và đây thì có thể ấn xuống được nhưng mà bây giờ mình chưa siết chưa ấn được. Và một chiếc bảo vệ. Chiếc bảo vệ thì là nhựa. Nhưng mà máy của mình có bảo vệ chắc mình không cần cái miếng này nữa. Và ốc ép cũng như là các cái thanh gá. Bây giờ mình sẽ lắp vào. Công đoạn lắp thì mình không cho các bạn xem đâu. Và đây là mình đã hoàn thiện xong chiếc máy này. Thì đây là một con ốc này bị thừa ra là ở cái cữ. Cái cữ để giới hạn là chiều cao chiều thấp này. Đấy, thì mình vứt đi vì mình không cần dùng đến. Mình luôn muốn cho nó cắt hết đá. Và hai con ốc này thì mình không biết là nó ở đâu nên mình vứt đi. Chắc là người ta gửi thừa thôi. Là mấy cái chốt những cái hình như là nó là mấy chốt lót đây này. Người ta cho dư để nhớ bị hỏng chẳng hạn. Còn cái này là cái kẹp dây này. Kẹp để cho dây nó gọn hơn đấy. Nhưng mà mình cũng chưa có chỗ móc thì cái này là hiện tại là không dùng đến. Đấy. Thế bây giờ mình mới hiểu lý do vì sao người ta lại cho cái miếng bảo vệ này. Là cái miếng này nó rất vướng. Khi mà ấn vào đây nó sẽ móc vào thằng Eto này. Móc vào thằng Eto này. Nên là người ta phải cho mình thêm một cái bảo vệ kia. Đây nó móc vướng. Nên là mình sẽ tháo cái này đi. Rồi và sau khi đã được lắp chiếc bảo vệ của cái bộ này thì máy trông sẽ hình dạng như thế này và không bị vướng nữa. Người ta đã tính toán rất là kỹ rồi. Bây giờ mình sẽ đi cắt thử nhá. Đây, thanh trượt rất là êm ái này. Và ở đây thì có một cái khóa thanh trượt. Đấy, khi mà mình khóa vào thì là không trượt được nữa. Nhưng mà khi mình mở ra, trượt rất là nhẹ. Và độ vững của nó này. Nói chung là khá vững. Ở đây thì model này là sử dụng cho máy 100, 115, 125. Thì cái viên đá các bạn có thể lắp viên đá to và thường là sử dụng để cắt gỗ. Đây thì mình chưa có lưỡi cưa gỗ, mình lắp thử cái đá cắt sắt này để cho các bạn xem thôi. Xem hình dạng của nó thôi. Rồi, mình sẽ cắt thử cái miếng nhựa xem thế nào. Ở đây thì mình không có lưỡi cưa, mình dùng tạm cái lưỡi cắt sắt này, mình cắt nhựa.
Rồi, và mình cũng xin bổ sung thêm một số thông tin như sau. Thứ nhất thì là máy này có thể lắp được các cái máy cầm tay, máy cắt cầm tay nào cũng lắp được. Và kích thước đế là 33 nhân với lại 24. Và cái chiều dài tịnh tiến ấy là 14 cm, có nghĩa là có thể di chuyển được trong khoảng 14 cm. Và mỗi đầu nó sẽ có cái gioăng cao su để giảm chấn, tránh tình trạng hở hóc. Chiều cao tổng thể của máy là 35 cm. Chiếc máy này thì cái thông tin của nhà sản xuất đưa ra là nó rơi vào khoảng hơn 1 kg thôi, rất nhẹ, hơn 1 kg. Và đối với bộ khung máy thì sẽ rất là thích hợp với anh em nào làm nghề thợ mộc. Anh em có thể sử dụng để cắt mộng, cắt mộng gỗ thì rất mini, rất nhỏ gọn và chi phí cũng không cao lắm, khá chuẩn nhé, không phải khá chuẩn đâu, mình thấy là rất chuẩn và khung cũng rất là chắc chắn. Đấy, nên đánh giá đối với sản phẩm này là được, hợp lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video review sản phẩm này. Đấy, hôm nay thì mình chỉ xin giới thiệu và gọi là review về nó thôi. À, các video sau thì mình sẽ làm thêm nhiều cái sản phẩm khác hơn nữa, và mong các bạn sẽ đăng ký để ủng hộ mình và đón chờ những video mới nhé.